Rồi, chào anh em nha. Hôm nay lên tiếp tục cho anh em xem một cái con xe. Xe này gọi là xe cấy lúa nha anh chị nha. Nhưng mà giờ Việt Nam mình quất đuôi hết rồi. Mình cũng có những con sắp về là có đuôi luôn, có đuôi cấy luôn. Thì anh chị nào đang quan tâm thì nhớ đăng ký kênh để theo dõi, để mua về để cấy lúa ha. Còn những con này là nó không có đuôi thì mình mua về bán cho anh em để mua về. Thì mấy hôm mình cũng nói cho anh em biết là những con này mua về là đi vòng vòng trong trại mình, ví dụ mình chăn dê cừu bò gì đó, gà rồi đó, thì nó chung là nó rất phù hợp. Tại vì nó nhỏ gọn, mình chạy thế một cái xe máy thì nó lại nó bốn bánh hai cầu, mình chạy nó rất là khỏe ha. Mình chạy trong đường lầy đường lún thì nói chung chạy ra ra từ từ thì nó rất là ok luôn. Con này là bốn bánh hai cầu nha anh chị nha, cầu đó. Nó đặc biệt là chỗ nó hai cầu đó, nên là nó vip cái chỗ đó thôi, còn nếu một cầu thì nó cũng không lại gì đâu. Con này đang chạy động cơ rất là hệ luôn, chạy GR170 OHV nòng xéo đời mới. Con này đời cực kỳ mới ha, GR thì đời quá mới nè. Đây anh chị, đó, GR170 máy xéo OHV đời mới. Con này em chưa có rửa ở trong rồi, em chưa có vệ sinh ha, nhưng mà nó còn rất là đẹp anh chị xem này. Đó, chưa rửa còn bụi luôn mà ốc tán bảy màu, chung bao cho anh chị là đẹp ha. Nên là về cái phần này thì khỏi phải lo, thì anh chị lấy em sẽ rửa sạch sẽ lại cho anh chị lần nữa. Con này là thương hiệu Kubota, đẹp cực kỳ, đẹp nhất nách luôn. Đây, trời ơi, cái bao lăng này còn chữ Kubota luôn anh chị thấy không. Con này máy cực kỳ nhậm nha, máy nhậm lắm. Máy này đó, thấy không, một phát là nổ. Máy em đang quay mà em giật một tay là nổ thôi anh chị. Con này chạy bằng thủy lực, chạy toàn bộ bằng thủy lực. Anh chị chỉ cần đạp cái này xuống ha. Đạp cái này xuống đó, rồi đưa cái này giờ đằng trước đây là chạy tiếng à. Đó, anh chị gạt giờ đằng trước, gạt giờ đằng trước ha là chạy tiếng, gạt giờ đằng sau đỏ đây là chạy lùi đó. Còn cái này là thỏ rùa nha. Đó, ra đằng sau đây là thỏ nè, ra đằng sau đây là rùa nè, là chạy chậm á. Ra đằng trước đây là thỏ đó, là thỏ rùa mà nó có, nói chung là chạy siêu nhanh luôn. Lát nữa em sẽ chạy cho anh chị xem. Con này thì nhìn nó rất là đẹp ha, nhỏ gọn rất là đẹp luôn. Bánh bánh như mới luôn, bánh rất là đẹp luôn đó, quá đẹp ha, có chỗ leo chân rồi lên luôn. Con này nhìn nó cực kỳ đẹp luôn nha anh chị nha. Đó, thì bữa giờ anh chị hỏi rất là nhiều á, thì hôm nay có hàng anh chị nào quan tâm thì lượm em nó đi, chứ chần chừ thì không còn đâu nha anh chị nha. Giá em bán hơn 10 triệu. Rồi, giờ em sẽ test máy chạy cho anh chị xem. Đó, máy là phụ nữ giật nổ luôn nha anh chị nha. Một phát một thôi, có đèn luôn. Đây, đèn đây, sáng hơn. Rồi, chạy đi. Quá đẹp luôn chị. Nhìn nó như một cái siêu xe. Đó, thấy không? Chạy ngóc đầu luôn á, đó. Chạy rất là nhanh luôn, chạy siêu nhanh luôn á. Con này mua về đi vòng vòng đuổi gà, đuổi cừu, đuổi bò, đuổi ngạnh là quá ok luôn chị, rất hợp lý không. Tới lại, tới lại. Rồi, về đi. Chạy nhanh quá nên là em ấy hơi bị quýu tay lái. Thẳng, để thẳng bánh, thẳng bánh, thẳng bánh đi. Quá đẹp luôn chị, máy quá là đặc luôn. Tem này rớt ra để dán lại cho anh chị ha. Con này có ben thủy lực luôn nha anh chị nha. Con này có ben luôn, ben đuôi luôn. Đó, giờ anh chị cần cái gì thì anh chị ben ben đuôi này, nó ben lên ben xuống hoa, cốt lát vẫn chạy luôn. Rồi ok, ngừng đi. Rồi tắt máy đi. Đó, cốt lắp này nó vẫn chạy luôn ha. Cốt này là về anh chị, em nghĩ chị độ những con này về mà độ phun thuốc mà đi xuống ruộng bơm em nghĩ rất là ok luôn. Hoặc là máy rải phân anh chị, máy rải phân thì em nghĩ rất là ok luôn. Làm một cái rải phân chạy xuống ruộng rải ha. Tại vì đằng sau nó có một cái cốt lắp nó quay nè. Đó, cái cốt này nó quay nè. Thì mình có thể chế độ những phần gì mình hoạt động. Đó, còn cái này bên lên bên xuống. Ừ, rất là ngon luôn. Rồi, anh chị quan tâm thì liên hệ bên em ha. Số điện thoại 0835585879 0398 68745 mở thị trấn Mỹ Hiền, Đường Dương, tỉnh Lâm Đồng.
Rồi, mến chào, hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo.